Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn chân dung tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tỷ phú đầu tiên của Việt Nam. Nhiều người biết đến Phạm Nhật Vượng với vai trò là chủ tịch tập đoàn Vingroup. Ông được mệnh danh là người giàu nhất Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau những vinh quang gặt hái được, nó là cả một chặng đường với nhiều biến cố chông gai mà ít người biết đến. Ông Phạm Nhật Vượng, sinh ngày 5 tháng 8 năm 1968 tại Hà Nội, là một doanh nhân và tỷ phú người Việt Nam. Ông hiện là chủ tịch hội đồng quản trị Vingroup. Ông được xem là tỷ phú đô la Mỹ đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ ngày 7 tháng 3 năm 2011, với giá trị tài sản lên đến 21.200 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 1 tỷ đô la Mỹ thời điểm hiện tại. Trước đó, vào năm 2010, ông Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với số tài sản gần 15.800 tỷ đồng, giàu thứ nhì Việt Nam theo xếp hạng trên sàn chứng khoán năm 2007-2008. Ông đạt được vị trí này vào năm 2007 khi công ty Vinber thuộc nhóm các công ty của Vincom niêm yết 100 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Nhật Vượng được tạp chí Forbes nêu tên trong danh sách tỷ phú thế giới lần đầu tiên vào năm 2013 ở vị trí thứ 974 thế giới với tài sản 1,5 tỷ đô la Mỹ, năm 2016 là 2,1 tỷ USD. Theo Forbes, vào cuối tháng 7 năm 2019, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng có giá trị 8,3 tỷ USD, đứng thứ 239 trong số các tỷ phú thế giới và đứng thứ 198 tính theo thời gian thực. Cha ông Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quang, bí danh Phạm Dương, một quân nhân phục vụ trong lực lượng không quân, quân đội nhân dân Việt Nam. Mẹ ông bán trà rong trên phố. Ông bà nội của Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Phước và Nguyễn Thị Biện, quê gốc ở làng Phù Lưu, nay xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh được hai người con, người chị tên là Phạm Thị Lộc, người em trai tên Phạm Nhật Quang, sinh năm 1926. Phạm Nhật Quang tập kết ra Bắc và lấy vợ là người gốc làng Hạ Trang, Bát Trang, An Lão, Hải Phòng. Sau đó, ông bà định cư tại Hà Nội, rồi lần lượt sinh ra ba người con tại đây. Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968, Phạm Lam Anh sinh năm 1969 và Phạm Nhật Vũ sinh năm 1972. Em trai của Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Vũ là chủ tịch An Viên Group, có niềm đam mê với võ thuật nên mời rất nhiều vệ sĩ là võ sư nổi tiếng. Trưa 13 tháng 4 năm 2019, Phạm Nhật Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 364 Bộ Luật Hình sự năm 2015, trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Gái ông Phạm Nhật Vượng là bà Phạm Lan Anh, là một người khá kín tiếng với giới truyền thông, mặc dù hiện đang là thành viên hội đồng quản trị, đồng thời kiêm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của tổ bảo hiểm, tài sản của tập đoàn Vingroup. Ngoài ra, bà còn đứng tên tổng giám đốc 3 công ty riêng của mình, hoạt động trong các lĩnh vực truyền thông, viễn thông, đầu tư công nghệ và dịch vụ. Bà từng theo học cấp 3 Kim Liên với thành tích xuất sắc, tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế. 1982, ông Phạm Nhật Vượng theo học tại trường Trung học Phổ thông Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Năm 1985, ông tốt nghiệp. Đến năm 1987, ông thi đỗ trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội và nhờ thành tích xuất sắc trong môn toán, ông được học bổng du học tại trường Đại học Thăm dò Địa chất Liên bang. Ngay từ năm 3 đại học, ở tòa nhà Dome 5, Mosca, ông đã bắt đầu kinh doanh. Ông thuê một phòng trong Dome 5 để bán hàng, sau đó mở nhà hàng rồi nhập hàng từ Việt Nam để bán. Tiếp đó buôn áo gió, lúc đầu kiếm được nhiều tiền nhưng sau thị trường thay đổi thiếu kinh nghiệm nên phá sản. Năm 1993, ông Phạm Nhật Vượng tốt nghiệp đại học và kết hôn với một người bạn cùng đại học là bà Phạm Thu Hương. Lúc này Liên Xô vừa sụp đổ, đang rơi vào hỗn loạn, xuất hiện nhiều cơ hội kinh tế. Ở Việt Nam thì đang thực hiện đổi mới, hai vợ chồng quyết định không về nước mà chuyển tới sống tại Kharkov, Ukraine. Lúc rời xuống Kharkov, theo lời ông Phạm Nhật Vượng, khi trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ vào tháng 1 năm 2019 thì ông nợ 40.000 USD. Mượn tiền từ bạn bè và người thân được 10.000 USD, ông và bà Hương mở một nhà hàng Việt Nam tên là Thăng Long ở Ukraine. Ngày 8 tháng 8 năm 1993, ông Phạm Nhật Vượng bắt đầu sản xuất mì ăn liền với thương hiệu Mì Vina. Sau khi vay 100.000 USD từ những người bạn Việt với lãi suất 8% một tháng, hoạt động kinh doanh của ông Phạm Nhật Vượng tại Ukraine diễn ra rất thuận lợi. Đến năm 1995, thương hiệu mì
Mivina bắt đầu xuất hiện trên thị trường rồi nhanh chóng trở thành tên thương hiệu cho hầu hết các thực phẩm ăn liền ở Ukraine. Liệu cho mì, Mivina được nhập từ Việt Nam và Đài Loan, sản lượng mì Mivina là 1 triệu gói trong năm 1996. Ông tung ra sản phẩm rau thơm khô, đóng gói năm 1999 và bột khoai tây năm 2000. Đến năm 2004, mì ăn liền hiệu Mivina đã chiếm tới 97% thị trường Ukraine. Năm 2007, doanh nghiệp của ông bắt đầu sản xuất thức ăn nhanh và sản xuất các loại súp đóng gói. 2010, công ty Nestle của Thụy Sĩ đã mua lại công ty sản xuất đồ ăn nhanh, công ty trách nhiệm hữu hạn Technom của ông Phạm Nhật Vượng với giá 150 triệu USD. Vào thời điểm đó, ông Vượng còn sở hữu 2 nhà máy ở Kharkov với doanh thu khoảng 100 triệu USD trên một năm. Công ty có khoảng 1.900 công nhân. Năm 2000, ông Phạm Nhật Vượng bắt đầu đầu tư phần lớn việc buôn bán mì gói về quê hương Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Ông hiện là vừa sáng lập, vừa là thành viên hội đồng quản trị của Vinpearl và là công ty cổ phần Vincom. Tháng 8 năm 2009, đại hội đầu tiên của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã được tổ chức tại Hà Nội. Phạm Nhật Vượng đã được đại hội tín nhiệm, bầu là chủ tịch hiệp hội cùng 8 phó chủ tịch khác. Tháng 9 năm 2009, tập đoàn Techcom đổi thành tập đoàn Vingroup, chuyển trụ sở từ Ukraine về Hà Nội. Cuối tháng 11 năm 2008, chủ tịch hội đồng quản trị VIC Lê Khắc Hiệp, một thành viên khác của Vincom, đã trao toàn bộ lượng cổ phiếu đang nắm giữ cho Vượng, tạo nên vụ tặng cổ phiếu đình đám trong giới chứng khoán. Vincom có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Vincom, tiền thân là Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt Nam, được thành lập chính thức vào ngày 3 tháng 5 năm 2002 với vốn điều lệ ban đầu là 196 tỷ đồng. Sau đó, gần một năm đã tăng lên 251 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, công ty đã nâng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng. Gần đây nhất, công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ gần 1.200 tỷ đồng và thành 2.000 tỷ đồng vào tháng 9 năm 2009. Công ty đang xây dựng một tổ hợp lớn gồm căn hộ cao cấp, văn phòng, khu mua sắm ở Hà Nội. Năm 2006, ông đã bán tháp A Vincom tại 191 triệu cho Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV. Cuối năm 2011, ông lại bán tháp B Vincom cho Ngân hàng Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank và chuyển toàn bộ trụ sở văn phòng tập đoàn và các đơn vị thành viên tại Hà Nội về khu đô thị sinh thái Vincom tại Sài Đồng, quận Long Biên. Năm 2015, khu phức hợp Vincom mới nhất của tập đoàn Vingroup đã được khởi công tại thành phố Hà Tĩnh. Ngày 12 tháng 7 năm 2017, Vincom Plaza Hà Tĩnh chính thức được khai trương. Vingroup cũng khiến giới kinh doanh xe hơi ngạc nhiên với thương hiệu VinFast ra mắt vào tháng 10 năm 2018. Dù là một doanh nghiệp xe hơi non trẻ, nhưng VinFast khiến thế giới thị trường ngạc nhiên bởi triển lãm Paris Motor Show tại Pháp. Ngoài ra, những ngày cuối năm 2018, Vingroup đã công bố ra mắt 4 mẫu điện thoại thông minh thương hiệu Vsmart và dự kiến ra mắt 10 mẫu điện thoại mới trong năm 2019. Trong mảng bất động sản bán lẻ, Vingroup đã mang Vincom Raytheon lên niêm yết từ cuối năm 2017. Theo đó, Vincom Raytheon đang sở hữu 4 dòng thương hiệu là Vincom Center, Vincom Mega Mall, Vincom Plaza, Vincom Cộng. Nó cũng đang vận hành 66 trung tâm thương mại tại 38 tỉnh thành. Năm 2018, VRE đạt doanh thu gần 9.052 tỷ đồng và 2.414 tỷ đồng lợi nhuận, tương ứng tăng trưởng 64% và 19% so với những con số đạt được năm 2017. Tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng là công trình nổi tiếng của tập đoàn đình đám này. Có thể nói, cho đến thời điểm hiện tại, nhờ tâm thế của nhà đầu tư từng trải lão luyện, nên Phạm Nhật Vượng vẫn giữ vững ngôi vị là người giàu nhất Việt Nam và cũng là doanh nhân tiêu biểu nhất ở Việt Nam. Ông cũng chia sẻ sự thành công của ông không phải đến từ bản thân mình mà còn do đội ngũ những con người Vingroup cùng xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp. Vậy, bên cạnh những thành công của người nổi tiếng luôn đi kèm sự đầu tư tâm sức, mồ hôi nước mắt, sự đam mê lòng nhiệt huyết, không có thành công nào là trả chân hoa hồng. Bởi vậy, những nhà đầu tư trẻ hãy học tập hết mình, dám đương đầu, mạo hiểm và tự tạo cho mình những cơ hội để làm giàu và khẳng định bản thân, bản lĩnh của người Việt Nam với thế giới giống như doanh nhân Phạm Nhật Vượng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.